Nữ ca sĩ bất ngờ thể hiện sự quan tâm tới đàn em kém mình 10 tuổi. Mai Ngô hiện là cái tên hot nhất nhì The Face hiện nay. Trong khi đó Harry Won lại là giọng ca sở hữu bản hit khủng mang tên Anh Cứ Đi Đi, đang làm mưa làm gió trong giới trẻ và các bảng xếp hạng. Hai tên tuổi tưởng chừng như không có bất cứ sự liên quan nào, nhưng mới đây, Harry Won lại bất ngờ dành riêng cho Mai Ngô một status trên trang cá nhân. Bạn gái MC Trấn Thành viết, Mai Ngô không biết tại sao, nhưng lại rất thích cá tính của cô này từ chương trình siêu mẫu thế giới gì đó không nhớ tên. Thích biểu cảm của cô ấy, thích chân thật, vô tư. Thể hiện sự yêu mến đàn em kém mình 10 tuổi, nhưng Harry Won lại có sự nhầm lẫn đáng kể khi cho rằng Mai Ngô đã từng tham gia sân chơi dành cho siêu mẫu thế giới. Thực chất Quỳnh Mai chỉ mới trải nghiệm ở Next Top Model 2016 và bị loại khá sớm. Quả thực nếu Mai Ngô đã từng đặt chân lên sàn diễn thế giới thì chưa chắc cô đã có mặt tại Việt Nam để tìm kiếm thêm cơ hội tại The Face. Harry Won và Mai Ngô là hai cái tên đình đám đều sở hữu thân hình mụn mĩm và có duyên với biệt danh hay ăn.